tăng điểm 10 cho em. Tổng điểm sẽ là 10,3 điểm. Ngọc Sơn 11,5 điểm. Và dĩ nhiên Ngọc Sơn sẽ là người ở lại với chương trình và người ra về là Nguyễn. Xin chào các bạn đã đến với đêm thi thứ 10 của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Trong tuần này với đạo cụ bắt buộc là một chiếc thuyền thì chắc chắn sẽ làm khó các bạn thí sinh. Và đêm nay là đêm quyết định xem ai sẽ là gương mặt sáng giá được bước vào vòng chung kết. Hãy cùng Cang tìm hiểu xem các bạn thí sinh đang làm gì nhé. 3, 2, 1. Thì em được biết là tuần này mình phải được diễn chung với một ca sĩ nổi tiếng thì cảm giác của chị như thế nào? Tất nhiên cảm giác của Thảo thì cảm thấy rất là vui và hưng phấn. Bởi vì mình được diễn chung với lại anh Hưng và anh ấy cũng rất là dễ thương. Bởi vì anh ấy đã những cái lúc mà diễn thì tụi Thảo chỉ tập là những cái đoạn solo của từng bạn thôi. Nhưng mà khi mà gặp anh Hưng thì anh đã kết hợp và diễn chung với từng bạn một. Thì lúc đó Thảo cảm thấy anh rất là thân thiện và dễ thương ạ. Cái lúc mà chị biết là được diễn với anh Đàm ấy thì chị cũng thấy thực sự là phấn khích, bởi vì là mình cũng không nghĩ là bao giờ mình sẽ được đứng chung sân khấu với cả một ngôi sao lớn như thế. Cái thứ hai là một chút lo lắng vì chị cũng không biết là lúc mà trong khi mà bọn chị nhảy và anh ấy hát ấy, không biết là có khớp được với nhau hay không và có phối hợp tốt không, có khi lại làm hỏng bài hát của anh ấy chết. Cảm giác của mình cũng khá là hồi hộp và cũng lo lắng, bởi vì không biết là cái bài mà mình tập với để nhảy với ca sĩ đó thì đã ổn chưa, nên mình cũng khá là lo, nhưng mà cũng rất là vui vì được nhảy cùng với cả một người nổi tiếng. Thật sự là em cảm thấy rất hồi hộp vì là trên người mặc bộ rất thật sự thấy hơi chút mạnh mẽ và sexy một tí, nhưng mà cái lực của em nhảy ra thì có thể là như thế này, nhưng mà đến lúc nhảy ra lại đạo cụ tuần này bắt buộc là một cái thuyền, thì không biết là chị có khó khăn gì hay là có một gì đặc biệt trong phần thi của mình. Tuần này là đạo cụ là chiếc thuyền và anh Hải đã làm một cái bài về Caribe, thì cái bài cướp biển. Thì trong cái lúc tập thì vô tình anh Hải anh lại bị chấn thương lưng và phải đổi một người khác. Thì lúc đó thì Thảo cảm thấy rất là hoang mang, không biết là phải làm như thế nào để mà có thể vượt qua được cái tuần này, bởi vì thời gian của Thảo tập cho hai bài mới này là chưa đến một ngày, là chỉ có nửa ngày thôi. Bởi vì phải anh Hiền xe ín phải bay từ Hà Nội vào thì Thảo chỉ có nửa ngày để tập hai bài này và rất là hoang mang rồi không biết phải làm thế nào. Còn anh Hải thì anh đã đau lưng và anh không thể nào tiếp tục với Thảo trong cái tuần này được. Thì cho nên là, nhưng mà Thảo sẽ cố gắng hết sức, bởi vì Thảo tin vào chính mình và tin vào anh Hải cũng như là anh Hiền. Thảo nghĩ là cái team của Thảo sẽ làm được. Khi mà biết là đạo cụ là bọn chị phải làm về chiếc thuyền ấy, thì chị nghĩ ngay là nàng tiên cá, bởi vì hình dung là thuyền với nước thì chắc là sẽ ngay là cá, nhưng mà nàng tiên cá thì sẽ phải có cái đuôi và bịt như thế thì sẽ không thể nhảy được, mà chị béo như thế này không biết làm tiên cá nó có ra hay không. Thế nên là bọn chị đã chuyển nội dung sang làm hai người hoặc một đôi vợ chồng Ấn Độ đi tuần trăng mật. Nhưng thực sự là lúc mà bọn chị dựng bài ấy, thì bọn chị có rất nhiều ý tưởng, vì bọn chị nghĩ là chiếc thuyền nó sẽ to, nó rộng hơn và bọn chị sẽ hoàn toàn là nhảy 100% trên chiếc thuyền. Nhưng mà đến khi mà bọn chị nhìn thấy đại đạo cụ là chiếc thuyền thật sự này thì bọn chị hơi choáng, bởi vì là với cái mà diện tích như thế với cái diện tích như thế thì bọn chị rất dễ là bị lạc sàn xuống dưới, chị cũng hơi lo không biết là lúc mà bọn chị nhảy có bị
phân tâm mà bị chật nhịp các thứ hay không? Với đạo cụ bắt buộc tuần này là một cái thuyền thì mình và chị Lịch đã quyết định dựng bài My Heart Will Go On và thể hiện cái phần hậu của cái câu chuyện Titanic rất là nổi tiếng. Và mình nghĩ là đây là một bài diễn rất là hay. Nếu như mình làm thành công thì và mình sẽ cố gắng làm sao để làm thành công nó và để làm cho nó thật là đẹp và tốt nhất. Cái thuyền thì thật, em thấy rất là thích vì là cái bài này bọn em đóng cửa hai vợ chồng vui vẻ vườn. Thì đây là đêm thi cuối cùng, đêm thi quyết định ai sẽ được lọt vào vòng chung kết. Thì chị có cảm giác bị áp lực hay là hồi hộp, và chị có tự tin với phần thi của mình lần này, chị có hy vọng là mình sẽ được vào vòng sau? Đó cũng là một cái niềm tin. Thì khi một cuộc thi thì khi mà ai bước vào thì người nào cũng muốn mình là cái người cuối cùng, mình là cái người được đến đích cuối cùng. Thì Thảo thì không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là bởi vì cái quá trình công sức mà Thảo với anh Hải đã bỏ qua trong những cái tuần vừa rồi, những cái tuần phải nói là đã 10 tuần nay, thì Thảo không muốn bỏ cuộc tại đây và Thảo thực sự nghĩ là mình sẽ vào chung kết. Và mong muốn như vậy để Thảo với anh Hải có thể tiếp tục đồng hành với nhau trong tiết mục ở chung kết. Cái lúc mà đầu tuần ấy, tất cả bọn chị đều rất là run vì ai cũng nghĩ là cái tuần này là coi như là tuần cuối cùng là được làm việc chung với cả biên đạo, làm chung với cả bạn nhảy chung của mình, và gần như là coi như là lần cuối cùng được nhảy múa thực sự. Với những người mà phải dừng lại thì đó là điều như thế. Nhưng khi về đến thời điểm đến ngày hôm nay rồi, bọn chị đã bỏ thời gian tập luyện và tất cả mọi người đều cũng gặp rất nhiều chấn thương rồi. Thì đến thời điểm hiện tại thì bọn chị chỉ mong là cái bài diễn hôm nay của bọn chị có thể thực hiện được thành công, nghĩa là đem lại cho khán giả, cống hiến được cho khán giả những gì tốt nhất thôi. Còn kết quả ra sao không quan trọng nữa. Vì đi đến bước đường như này thì bọn chị cũng đã có những thành công nhất định, là có những người giảm được rất nhiều cân, có những người 15, 20 cân, 30 cân, đấy là cũng là một thành công nhất định rồi. Mà nếu như bọn chị không tham gia chương trình chắc chắn là bọn chị sẽ không làm được điều đó. Và cái thứ hai là có những người từ không biết nhảy múa bây giờ cũng đã biết nghe nhạc, biết nghe nhịp, biết nhảy múa theo cả từ bài rồi, đấy cũng là một thành công. Nghĩa là nếu mà bất cứ ai dừng lại, chị nghĩ là cũng sẽ vui vẻ. Nhưng tất nhiên sẽ một chút hối tiếc vì không phải là vì mình làm chưa tốt, mà hối tiếc bởi vì là cái quãng thời gian đẹp bọn chị được sống cùng với chương trình, với những người mà giúp đỡ bọn chị hết sức như này ấy, bọn chị sẽ không được quay lại cái khoảng thời gian đó nữa. Thì đó là điều mà bọn chị tiếc và bọn chị sẽ nhớ nhất. Đến tuần này tuần thứ tư rồi và cái số cân nặng của mình giảm nó cũng khá là nhiều. Nhớ không nhầm là đến tuần này là 21 cân rưỡi rồi. Và đó là một số cân mà không ai thể nghĩ được là sau 9 tập trải qua và sau 9 tuần trải qua mình giảm được đến hơn 20 cân. Và đến cái vòng này rồi thì mình chỉ muốn chơi hết mình, cố gắng làm bài diễn thật đẹp để cống hiến cho khán giả. Còn cân nặng mình như nào thì đó là do cơ thể mình quyết định chứ mình không thể làm quyết định được. Nên là mình cứ cố làm sao mà để trải hết mình, coi như đêm nay là đêm cuối cùng của mình. Còn nếu mà may mắn được vào vòng sau thì mình sẽ càng phải cố gắng hơn nữa. Em nghĩ là em cũng chưa biết được là mình sẽ có may mắn được vào trong hay không. Nhưng mà em nghĩ là thôi cứ cố gắng hết mình, còn đến đâu thì đến ạ. Sắp kết thúc chương trình, sắp phải chia tay với lại mọi người và sắp được về nhà, thì cảm giác của chị Dương Thảo, chị có buồn hay là lưu luyến gì ở nơi đây không? Cái đó là mình mừng lắm bởi vì mình được về nhà thăm gia đình, thăm mẹ. Và thì không biết nữa, cảm giác bây giờ là bây giờ trước mắt là bây giờ là phải vượt qua cái đêm này đã rồi tính gì tính sau. Thì như chị nói, nếu mà dừng lại cuộc chơi bây giờ thì đúng là cái cảm giác mà mình sẽ rất nhớ mọi người và những tình cảm mọi người dành cho chị. Nhưng mà một cái thứ hai nữa là chị cũng cảm thấy vui bởi vì là đến thời điểm hiện tại thì chị nhớ gia đình chị lắm rồi, vì xa hơn 2 tháng chưa về thăm nhà lần nào. Thực sự là cái cảm giác mà nghĩ đến là mình sẽ ôm 2 đứa con của mình, cảm giác hạnh phúc nghĩ đến là việc mình được ôm con. Còn ở trong nhà chung và cũng phải chứng kiến rất nhiều cảnh người đi người ở lại nên mình cũng có khá nhiều cảm xúc. Và khi mà chia tay rồi thì mình chắc chắn là mình sẽ rất nhớ mọi người, nhớ ban tổ chức, rồi nhớ quản lý thí sinh, tất cả, bởi vì mọi người luôn luôn cố gắng để làm sao để cho bọn mình có những cái tiết mục hay và cố gắng làm sao để bọn mình có một cái cuộc sống tốt nhất và đẹp nhất để có thể vừa giảm cân, vừa tập nhảy mà vừa có thể vui vẻ, thoải mái.
Thật sự thì vui, rất vui vì là được về thăm bố mẹ, thăm gia đình. Nhưng mà cũng buồn vì là hơn 2 tháng qua tiếp xúc với mọi người, được làm quen vui vẻ với mọi người và được nhiều, thật sự là mọi người, em cảm thấy rất may mắn khi mọi người quan tâm em. Thế là khi mà nếu mà phải xa thì em cũng thấy thật sự rất nhớ mọi người và... Theo như em thấy trong chương trình Bước Nhảy Hàng Cân này á, thì cặp đôi của anh và Thủy Tiên là cặp đôi mà em thấy là rất được nhiều bạn trẻ rất là yêu thích. Tại vì có nhiều tập á, em không chưa kịp phỏng vấn anh và Thủy Tiên á, thì mấy bạn rất là comment, rất là hỏi rồi sao không phỏng vấn anh Sơn, anh Sơn Lâm hay là Thủy Tiên, thì anh có cảm thấy điều đó, anh có cảm thấy vui không? Thì rất là vui khi mà được mọi người yêu thích. Nhưng mà những cái vòng ngày hôm nay, thế ngàn cái tuần cột mốc để vào được top 3 thì vẫn là ban giám khảo quyết định. Thì phải cố gắng, cái người mà mình muốn thuyết phục nhất vẫn là ba vị giám khảo. Đây là đêm thi quyết định ai sẽ được lọt vào top, ai sẽ được lọt vào vòng trong. Thì không biết là cảm giác anh như thế nào, có lo lắng hay là anh có tự tin phần thi của mình và có nghĩ là đội mình sẽ được bước tiếp vào vòng trong? Tự tin thì không dám tự tin, thật sự là vậy, nhưng mà lo lắng thì cũng không luôn. Không hiểu sao đến tuần này cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì thật sự đối với khả năng của Tiên thì Lâm cùng với những biên đạo cùng làm việc với Lâm như là anh Ngọc Tân hoặc là Văn Quý, đưa Tiên được tới cái vòng này là cảm thấy là rất là tự hào rồi. Và đã thấy Tiên rất là cố gắng rồi. Thì bây giờ thì hôm nay thì cứ thoải mái thôi. Mọi thứ Tiên làm và cố gắng tới bây giờ là Lâm cũng rất là hài lòng. Chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân đã đi đến chặng đường cuối cùng và hãy cùng Ken dự đoán xem ai sẽ là người giành chiến thắng nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại đêm chung kết được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào tối nhật tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi giữ hình tượng nhưng mà thật ra là không có hình tượng gì để giữ cả đó. Cái gì đấy, con đang? À đây là con đang chứ không phải anh đang. Đây là con đang, thật ra là nó nằm ở trong vùng bị kỳ thị. Nhưng mà dạo gần đây thì mới được thoát khỏi vùng kỳ thị một xí. Bởi vì là đã thân thiện hơn hồi trước chứ bình thường thì chẳng lắm. Chả làm gì cả, chỉ có việc ăn và tập và ngủ thôi. Cái này là gì? Và đây là bản lơ của anh đang. Chị tình đưa cho số. Ồ, hôm nay môi đỏ đồ. Đẹp quá, lộng lẫy quá. Em đóng vai gì đầu tiên? Em làm nữ hoàng sắc đẹp khu vực nào đầu tiên? Hay là nữ hoàng thị phi? Thị phi đấy. Hôm nay tâm trạng em nó vui hơn nhiều chưa? Hôm nay tâm trạng em nó vui hơn nhiều chưa? Sau những cái chân cố tình trường các kiểu thì tinh thần em có khá hơn tí nào chưa? Nữ hoàng nguy hiểm quá. Sao ngày vẫn mập thế? Chắc tôi lại không giảm được cân nào rồi. Mày đã còn chín rồi. Ông ba! Ông ba! Ông ba đi rồi. Hôm nay là Xến làm gì ở đây và Xến sẽ đóng cái gì? Hôm nay nhìn trang phục của Xến rất là nữ sinh, thanh lịch. Nào, bạn. Hello, xin chào mọi người. Oh, yeah. Chào anh John. Anh John điều tra là dòng lòng yêu nữ xuất hiện khu vực kia. Hôm nay Hiền Xến ở đây. Hôm nay Hiền Xến ở đây để làm thú nuôi cho anh John Huy. Anh Trần Huy có giày để xích em lại không vậy? Ừ? Không có giày. Ồ, giày đẹp quá. Giày tầm rồi. Thôi em đi ra chụp hình đi. Dạ. Câu trả lời của Thiên Di là tôi ra tôi mua với Thảo.